Chị đi khó vậy là bao lâu rồi? Dạ nay cũng 10 năm có rồi. 10 năm về đi kiểu đó. Dứt rồi. Mọi người coi nha. Rồi. Chưa được ăn. Đó, thấy chưa? Xương cốt rồi nó đã rời hết rồi. Đó. Khi nào mà thấy đau nó dỗ chứ. Rồi. Rồi, thưởng thức vũ bội tâm tinh đó. Rồi mọi người ráng học vũ bội tâm tinh ha. Tại cái vũ bội tâm tinh hay cái chỗ á là khi bấm thì rất là dễ chịu. Mà sau cái dễ chịu là đi rất là sướng ha. Mọi người nhìn thấy nó nhẹ nhàng thôi đây. Ha. Tự nhiên đi. Thấy chưa? À, đi thẳng lên. Rồi, chạy. Rồi, giỏi rồi. Nha. Rồi. Rồi, được rồi. Thôi cố gắng nha. Nghe lời thầy, nhịn ăn, hút không khí, chườm đá tích cực. Sau này sẽ đi bình thường, không có vấn đề mình đi khó khăn gì nữa. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.